60 tuổi rồi và tôi đã đi tắm khoáng nóng khoảng 20 năm nay rồi. Thì tôi từ khi mà tôi biết bạn bè giới được bạn bè giới thiệu ở khu khoáng nóng Thanh Thủy thì tôi thường xuyên đi tắm, nếu mà không bận gì thì tuần nào tôi cũng đi, mà nếu mà bận thì tôi cũng một tháng đi một hai lần và tắm rất thích. Cô đã tắm nước khoáng gần 20 năm rồi và tôi cô rất là thích khi được tắm nước khoáng vì là nó cải thiện về sức khỏe, đặc biệt là xương khớp. Và khi đi tắm nước khoáng thì tôi được gặp các bạn bè và vì vậy mà cuộc sống thấy vui vẻ hơn và sức khỏe tốt hơn. Bình thường thì tôi sẽ dành toàn bộ những cái ngày nghỉ cho gia đình để có sự nghỉ ngơi thư giãn. Trước đây cái sự lựa chọn của tôi và gia đình thì thường là những cái buổi picnic hoặc là dã ngoại ở các cái vùng ngoại ô. Nhưng từ khi biết đến tắm khoáng nóng thì tôi cùng với gia đình đã thay đổi không khí, kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn. Và cái điều tuyệt vời đó là lại nâng cao được sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Thì đấy là một cái trải nghiệm cực kỳ là thú vị đối với gia đình nhà tôi. Tôi bắt đầu tắm khoáng nóng từ mùa đông năm ngoái trong một lần đi du lịch cùng với nhóm bạn. Thực sự thì cái cảm giác của tôi phải nói như thế nào nhỉ? Tôi rất là thích và cảm giác như mình bị nghiện luôn ý. Khi mà tắm xong ấy, rất là thoải mái, thư thái. Cơ thể của mình khỏe khoắn hẳn ra. Mình làm văn phòng mà cả tuần làm việc căng thẳng thì cuối tuần được tắm khoáng nóng thì thực sự là rất là tuyệt vời, lấy lại năng lượng rất là nhiều cho tuần làm việc mới. Nhiều nơi trên nước Việt Nam rồi, thế thì Nha Trang rồi Đà Nẵng rồi Quảng Ninh. Nhưng mà từ khi mà chuyển đến Hà Nội thì được bạn bè giới thiệu bảo tắm ở Thanh Thủy thì tôi thấy là tắm ở, và tôi cũng đã tắm ở nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như là ở Nga rồi ở Đức. Thế thì, nhưng mà thật sự là được trải nghiệm nhiều nơi thì tôi thấy rằng ở Thanh Thủy này tôi tắm thích nhất, thì nước nhiệt độ nước vừa phải. Và tắm xong thì da rẻ, người nó rất thoải mái và quan trọng là không say. Một số nơi khác người tắm hay bị say, nhưng mà riêng ở Thanh Thủy tắm xong thì không bị say và nguồn nước là nguyên bản, không bị phát tán gì cả. Thì tôi thấy tắm ở Thanh Thủy rất thích. Khi tắm khoáng ở Thanh Thủy thì cô rất thích vì là ở nước khoáng ở Thanh Thủy khi cô tắm cô không thấy có cái mùi lưu huỳnh, và đặc biệt là khi tắm với một số chất một kết hợp với một số như là hoa hay rượu hay là bùn thì thấy cơ thể sau khi tắm xong cơ thể rất khỏe và da rẻ mịn màng đẹp đẽ, và cô rất là thích. Tôi thấy tắm khoáng nóng tại Thanh Thủy khá là ổn, quãng đường di chuyển từ nội thành đến Thanh Thủy cũng gần, không mất nhiều thời gian, nguồn nước khá là chất lượng, dịch vụ thì tốt, sạch sẽ, đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời luôn. Thực sự thì khi mà có rất là nhiều nơi để nghỉ dưỡng ý, nhưng mà khi mà mình đến Thanh Thủy thì mình cảm thấy là cái đầu tiên mà mình cảm nhận được đó là một không gian rất là thoáng đãng, sạch sẽ, thư thái, yên bình. Và sau khi được tắm khoáng nóng thì mình cảm thấy là cơ thể của mình khỏe hơn rất là nhiều. Và đặc biệt một điều nữa là Thanh Thủy không hề xa Hà Nội, chỉ cách Hà Nội 60 km thôi, rất là tiện đường đi, chúng ta chỉ chạy xe khoảng hơn một tiếng là đến nơi rồi. Và tôi nghĩ rằng là sắp tới tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn nữa. Tôi và gia đình cũng như bạn bè tôi rất mong là có một cái dự án, có một cái khu khoáng nóng mà đầy đủ tiện ích ở trên Thanh Thủy để tất cả mọi người cũng được trải nghiệm và được hưởng các tiện ích của nó để nâng cao sức khỏe và sắc đẹp. Cô rất thích, rất là thích vì là rất là mong chờ có những khu
nước khoáng mà gần nhà mà lại có đầy đủ tiện ích theo cái chất lượng cao 5 sao thì muốn là cho cả gia đình, con cháu thường xuyên đến đấy để vui vẻ và cho sức khỏe tốt lên. Tôi nghĩ nếu mà xây một khu nghỉ dưỡng cao cấp tắm khoáng nóng tại Thanh Thủy thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi và vui chơi. Gia đình tôi cùng với tất cả bạn bè tôi thì đều mong muốn có một cái địa điểm trải nghiệm mới lạ như vậy vào những cái dịp cuối tuần, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tất nhiên, điều này là điều mà tôi rất là mong muốn và tôi đã tìm thấy nơi này thì chắc chắn là tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn nữa. Nếu ở Thanh Thủy mà có xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thì chắc chắn là tôi sẽ đưa gia đình mình cũng như là bạn bè của mình đến đây thường xuyên. Thật sự là tắm khoáng nóng là một điều vô cùng tuyệt vời.